Đây là cái cách kho thịt nó mềm, ngon, nước rất là trong mà mấy bạn không cần phải vớt bọt nha. Hôm nay Mỹ sẽ làm một cái nồi thịt kho mà không cần dùng nước màu, mà cái màu lên vẫn rất đẹp, cái miếng thịt cũng rất là ngon. Đây là thịt ba rọi nha mấy bạn, Mỹ có 700 g Còn đây là mấy cái lá mít nè, Mỹ lựa mấy cái lá mít mà nó hơi già, cái màu nó xanh đậm vậy nè. Hôm nay kho là không có dùng nước màu mà Mỹ sẽ dùng nước dừa với lại ớt sừng nha, mà lựa ớt sừng cái màu đỏ vậy thì nó lên màu mới đẹp trước khi mà sơ chế thì mỹ cũng sẽ đi trụng sơ cái miếng thịt này nè trụng sơ thôi chứ không có cần là phải nấu chín nha mấy bạn thì khi mà mỹ trụng như vậy nè có nhiều bạn vô nói là thịt mà cứ trụng như vậy thì còn cái gì chất ngọt nữa nhưng mà cái đó thì cái cách của mấy bạn còn đây là cái cách riêng của mỹ nha cho nên là mấy bạn thích cách nào mà hợp lý thì mấy bạn cứ làm thôi thịt này thì mỹ sắc nó hơi to to một xíu chắc tầm khoảng 3 đến bốn cm đó mấy bạn còn bạn nào thích ăn bự hơn hoặc nhỏ hơn thì mình sắc theo cái ý của mình nha còn đây là ớt sừng là Mỹ đã bỏ hạt rồi Cho thêm tỏi và cho thêm một miếng bột ngọt Cho một miếng bột ngọt vậy thì nó đỡ văn không mấy bạn Nếu mà mấy bạn không cho thì nó văn dữ lắm Nhiều bạn sẽ hỏi Ủa có cái máy xay mắc má gì không bỏ vô xay cho nó lẹ khỏi phải văn Nhưng mà khi xay nó không có ra được cái nước Nó không có thơm bằng mình giả nhiễn như vậy đâu mấy bạn với 700g thịt tết thì Mỹ sẽ sử dụng tầm khoảng 3 trái ớt sừng nha ướp bằng cái ớt sừng như vậy nè một hồi thịt kho nó màu rất là đẹp trong lúc chờ thịt kho thấm á, thì bây giờ Mỹ sẽ đi lột trứng vịt nha Mỹ sử dụng là 10 cái trứng vịt nè mà cái này lúc luộc á, thì Mỹ cũng cho muối với lại chanh á cho nên lột cái vỏ nó rất là dễ nó không có bị dính vào cái lòng trắng để cho cái màu thịt kho nó được đẹp và ngon á, thì không thể nào thiếu nước dừa nha cái trái dừa này á, nó hơi nhỏ cho nên là mỹ dùng ba cái trái dừa chắc tầm khoảng một lít rưỡi nước đó mấy bạn mình pha thêm miếng nước mắm vô đợi khi nào á mà nó sôi lăn tăn nhẹ như vậy nè thì mình sẽ để cái tô thịt vô mấy bạn trộn cho đều lên rồi sau đó cho thêm mấy cái củ hành tím để cho nước nó thơm bình thường á tới cái khúc này á là mình phải canh đứng giấc bọt nè nhưng mà bây giờ có cái mẹo này á mình bỏ cái lá mít lên mặt như thế này nè là nó không hề có bọt nha không tin á một hồi mấy bạn coi thử coi cái nồi của mỹ nó có bọt hay không nha đây cái nồi sôi được một hai dạo rồi đó giờ mỹ dở lá mít lên nè không có một miếng bọt luôn đó giờ mỹ sẽ bỏ thêm cái hộp vịt vô để cho cái hộp dịch đó, nó được thấm vô cái nước được ngon hơn đó giờ mỹ sẽ đậy tiếp cái lá mít lên nè mấy bạn có thể sử dụng là cái lá cũ nha Còn này là lá mít mỹ nhiều quá cho nên mỹ sử dụng là cái lá mít mới nhìn cho nó đẹp trong lúc nấu á thì lâu lâu mình cũng thăm chừng coi cái màu của nó làm sao với lại là thịt nó mềm chưa nha mấy bạn nhưng mà cái cách này thì là không có cần vớt bọt nè Nè, bây giờ cái nồi thịt kho của Mỹ thấy là vừa đó Mỹ dở ra là cái nồi không có một miếng bọt nào hết trơn á mấy bạn Còn đây là cái nước của nồi thịt kho nè Mỹ thấy nó cũng rất là trong và đẹp luôn á Mà cái nồi kho này là Mỹ không hề sử dụng nước màu nha Mỹ sử dụng nước dừa với lại là ớt sừng thôi đó Mà cái màu nó cũng rất là đẹp luôn Rồi để bây giờ Mỹ vẽ cái cục thịt ra cho mấy bạn coi coi nó mềm ngon như thế nào nha mỹ lấy cái đôi đũa mỹ dễ nhẹ như vậy nè mà cái mỡ á nó mềm nó rượu ra nhìn ngon lắm giống như là mấy bạn kho mà khoảng một hai lần rồi á bây giờ mời mấy bạn ăn cơm thịt kho rượu lá mít chung với mỹ nha